Thưa quý vị thân mến, và vừa rồi thì quý vị đã bùng nổ những cảm xúc tuyệt vời trong buổi sáng ngày hôm nay với hai ca khúc rất tuyệt vời của nữ ca sĩ Thủy Linh. Đã tiếp tục là những lời cảm ơn chân thành của gia đình nhà ông bà Khoa Hương. Cảm ơn đến sự hiện diện của tất cả quý vị đã bớt chút thời gian của mình trở về chung vui và chúc phúc trong ngày đại lễ thành hôn hôm nay để chúc mừng cho chú rể Hà Thành sánh duyên cùng với cô dâu Hải Yến. Sự hiện diện của quý vị là niềm vinh hạnh của gia đình. Xin được kính chúc đại gia đình quan viên họ nhà trai có một ngày mới thật vui vẻ. Chúc quý vị có một bữa tiệc thật ngon miệng. Tạm chia tay với những ca khúc sôi động, quý vị sẽ trở về với những ca khúc nhẹ nhàng. Đặc biệt sẽ cùng thưởng thức những làn điệu dân ca quan họ mượt mà đầm thắm, say đắm lòng người mà đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Và ngay sau đây quý vị cùng thưởng thức câu hát Dưới Rời Mấy Kẻ Biết Ra, một làn điệu dân ca quan họ lời cổ. Và cho phép chỉ hai quan họ được trở về từ miền quê hương Bắc Ninh, Kinh Bắc xin được gửi tới quý vị. Và chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để cổ vũ và chúc mừng đi ạ. Và để lên tục chương trình, xin mời quý vị cùng đến với câu ca quan họ cổ Hoa Thơm Bướm Lượn.